Tiếp tục ăn cua tuyết nha. Và đây là nghêu nhỏ nè cả nhà. Nghêu nhỏ cũng xào tỏi luôn nè. Xào sệt sệt, xào gừng sệt. À, tôm. Tôm luộc. À, tôm xào. Em chơi thêm chào cả nhà thân yêu, trở lại với kênh Cuộc Sống Ở Mỹ của Thanh Tùng. Hôm nay Thanh Tùng sẽ chở cả nhà đi ăn nè. Bây giờ cả nhà hãy theo dõi video của Thanh Tùng nha. Hello, say hi. Yeah, chuẩn bị đi ăn phải không? Rồi, có ai đói bụng chưa? Dưa ta lên. Yeah, đói bụng rồi, đói bụng luôn. Bây giờ chở cả nhà đi ăn nha. Có gì ăn đó nha. Theo gần đó. Về phải qua cầu rồi. Nếu mà lái xe qua cầu, từ chỗ bắt cô lái xe qua cầu là bao xa? Một tiếng một lại rồi này. À, phải trở về khách sạn đằng kia. Trên đường đi nha cả nhà. Bữa nay bên Mỹ này là Chúa Nhật, không có nấu ăn, thôi chở cả nhà đi ăn cho vui. Rồi cả nhà xuống xe nè, bây giờ cả nhà vô quán ăn nha. Thích ai thích gì ăn đó nha. Xe 2 đi, trời nắng chang chang luôn nè. Oh. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Sabes bien? Ây da, lói bụng quá cả nhà ơi. Ây da, cái gì ăn à, lói bụng quá trời quá lất luôn. À, bây giờ vô quán này cả nhà ơi. Và hai tụi nhỏ đang đi lấy đồ ăn trước nha. Mình ngồi đi chờ đợi nha. Xe 2 cả nhà, xe 2. Miss Win, Tony, say hi. Yes. Mời cả nhà ăn cùng gia đình Thanh Tùng nha. À. Những món ăn Thanh Tùng lấy ra cho cả nhà xem. Tôm hùm đất, chim chép xào tỏi, gia vị tỏi. Đây là cua. Còn đây là bầu mực chem chép, chem chép sốt nước chua cay. Còn đây là càng cua tuyết. Họ đi lấy tôm hùm đỏ. À, cá xoay mình. Đây là mình uống trà nóng. Mấy lần trà nóng. Nè, mấy quên nè, đó. Mango. Wow, đứa nào lấy con này vậy? Ngầu quá vậy. Cái này là con nghêu sống đó. Nó khỏe hào sẽ. Say hi. Ngon quá ta. Hai đứa ăn 5 ly bia đó nè. Hết sảy. Nó lo ăn không à, nó không có nhìn màn hình cả nhà ơi. Tại vì nó ăn ngon quá, nó không nhìn màn hình nè. Đó, đang 5 ly bia đó nè. Hết sảy con bà bảy. Mời cả nhà ăn cùng với gia đình Thanh Tùng nha. Nó này ăn chiều, buổi ăn chiều nha. À, cua ngon cả nhà, cua đỏ ngon, thắt thịt, tôm hết ý luôn rồi ha. Tôm chem chép này, loại chem chép nè, loại nó xào tỏi nè. Chem chép này là chem chép tự nhiên nha. Còn chem chép này là chem chép mình nghĩ nó khoanh biển nó nuôi nè, dùng biển nó nuôi nè, nó hình nó to mà nó sốt với nước chua cay với cả nhà. Quá đây nữa nè. Wow, ngon không? Yummy vậy. Cái màn hình trời nó hơi lò, tự vì ánh sáng nó lò vô cả nhà, nó hơi lò chút xíu. Đã xảy có bà bảy. Ăn làm người bị đá luôn. Bạn ăn đầy đủ. Nhìn là thấy hấp dẫn nha cả nhà ha. Hấp dẫn luôn. Đây bây giờ cho anh cái nĩa, tháo cho mình cái nĩa nha. Ba mẹ nè. Mà cả nhà. Đây là cái con bạch tuộc nhỏ nè. Nó luộc xong rồi nó sốt loại sốt chua cay lên luôn cả nhà.
đó, dí chèn chép. Này cả nhà nè, à, cắn miếng cho cả nhà xem nha. Giòn ngon cả nhà. Này muối tiêu chanh này cả nhà. Ngon quá, giòn ngon. Thác sĩ con bà bảy. Rất xù. Tụi nó đi biển về á, da ngâm luôn á. Ở bên đây hè đi biển hoài cả nhà, tắm biển giết da ngâm luôn. Giấm đi, phải. Cái đĩa, anh lấy cái đĩa nó. Nè, có con. Đây là đĩa của mình. Đĩa muỗng. Rồi tiếp tục để nhạn chêm chép nha. Dính đó, dính lại. À, nó sốt. Nó sốt, nước sốt cay cay, chua chua cả nhà. Ngon ngọt, ngon cả nhà. Ngon quá. Hết sảy con bà bảy. Giấm đi. Người đẹp này đang ăn nè, không nói nên lời nè. Đang ăn ngon không nói nên lời nè, đó. Người đẹp đang ăn á. Cười nè, thấy không? Đang ăn cái gì, tháo tháo gì ra nè. À, tháo càng cua hả? Tháo càng cua tiết. Tiếp tục cả nhà. Mời cả nhà ăn nha. Con bạch tuộc nha. Rồi, chấm muối tiêu chanh đi. Yeah. Chua chua, cay cay, ngọt ngọt ngon. Tiếp tục nữa nha, ngon quá. Nặng. Ngon hết cả, có bỏ. Chấm muối tiêu chanh nè, uống trà nóng nè. Đây hè chứ cũng thích uống trà nóng. À, uống trà nóng cho nó tiêu mỡ. Còn uống con gót luôn. À, gót cho nó tiêu mỡ. À. À, bây giờ mời cả nhà ăn trên chép cùng Thanh Tùng nha. Dịnh lại cho ba lén. Đè xuống. À, đó, cả nhà ơi. Chấm nha. Thank you. Yeah, nè. Hết sảy con, bảy cắn. Ngon quá. Ngon quá cả nhà. Chua chua ngọt ngọt ngon. Cay cay. Giấm bì hả? Bì bì đắt. Chấm muối tiêu chanh nè. Hết sảy con bà bảy đúng không? Bạch tuộc, chấm muối tiêu chanh. Chanh nhỏ. Đó là bạch tuộc này nhỏ, mà cái đầu nó bự. À, chanh chép ở trong. Không, to đùng. Chấm muối tiêu chanh này cả nhà. Có loại giống nhỏ giống to, dĩ nhiên rồi. Mà nó cũng nhai. Nó có loại giống nhỏ giống to mà. Mực cũng vậy đó, loại to luôn. Thêm tiếp ngon.
cua tiếp tục ăn. Ăn cua lâu lắm cả nhà, ăn quay cho cả nhà chút xíu rồi sớ không nè, quay ăn cua mà quay hết ma hết video nó già quá. Ăn miếng cho cả nhà xem thôi. Phải lột xương lột vỏ ra anh. Càng mà ăn không sể. Lộn con ra đi. Hết sể con. Quẩy sớ con. Ngon. Ăn này nha cả nhà. Cái này cho nó nhanh. Tâm hợp đó. Bữa nay hôm tôm hầm đất hay nhỏ cả nhà. Tôm hầm đất hay nhỏ. Con hay nhỏ. Đó, nó cũng chắc thật. Ngon. Ngon quá đây. Hải sản là con. Tiếp tục chiên chết nhỏ. Có bến luôn. Để ăn nhanh hơn cua. Cua đâu ăn phải từ từ. Rồi mời cả nhà ăn nhiêu đi, ăn tôm. Yes. Tôm thật không cả nhà? Ngon. Thật không? Nhiêu nhỏ cả nhà. Nhiêu cả nhà ơi. Nó xào củ hành gừng đó. Ngon. Cá ngon quá. Xem mình. Đá đút cá cho mình ăn à. Cho mình ăn. Xem mình. Nhiều ngon quá cả nhà ơi. Đút cho mình gừng nữa. Gừng nó nhâm chua chua. Ngon quá nè. Cái cây chua chua. Uống tiêu chanh. Có nhiều to nữa nha. Tiếp tục ăn cua tuyết nha. Và đây là nghêu nhỏ nè cả nhà. Nghêu nhỏ cũng xào tỏi luôn nè. Xào sệt sệt. Xào gừng sệt. Tôm. Tôm luộc hay là tôm xào. Chơi thêm tôm hùm đất và cua nữa nha cả nhà nha. Đây. Người đẹp chơi chén súp nè. Bỏ hành vô nè. Bỏ tiêu nè. Đứa con gái cũng chơi chén súp nè. Bỏ hành vô dắt chanh nè. Bỏ tiêu nè. Honey ở bên đây ăn bắp. Ăn bánh. Đó lột cua nha. Cua tiết này mình lột bỏ vô súp đó cả nhà, ngon lắm. Mặc dù súp nó có nấm, có đậu hũ rồi. Bây giờ mình cộng thêm miếng cua lột á. Cua tuyết này nè cả nhà. Mình lột á, rồi mình bỏ vô chén súp nữa. Thành ra súp cua luôn. Ăn đó coi, dâm mì không gái? Taste good, good. Súp cua hết sảy con 37. Wow, đó, lột cua nè cả nhà đó.
Đó, cô Tiết lột ra bỏ vô chén súp đó. Đó, nè, lột đi, đầy luôn nè. À, người đẹp đang lột cua nè. Ngon lắm, ly bia đáp con nè, lột ra nè. Đó, bỏ vô. Yeah. Con gái nó chơi sushi nữa nè. Đó, hát sảy có bà bảy. Cả nhà mời cả nhà ăn miếng sushi nha. À, nãy giờ mình ăn đồ biển nhiều quá thì giờ mình ăn miếng sushi với vài con tôm luộc. À, cả nhà tôm luộc đi, nhỏ ao đi, chấm miếng nước tương. Ngon quá, ngon. Cái này trứng cá nè, trứng cá bỏ vào sushi. Đây là cá sống nè. Đây là cá salmon sống luôn nè. Cá sống nha cả nhà. Cái bột tạt nè. Wasabi. Cá nằm mũi. Còn đây là gừng. Gừng ngâm chua. Sushi nha. Chấm miếng. Nước tương bột tạt kia không? Nè, cá sống mà mình quên cái tên gì quên nè, cá hồi tuna. À, tuna nè, tuna nè cả nhà. Béo béo ngon. Đây là trứng cá nè, nó cuộn với cơm với gông biển nè. Béo béo ngon, ngon. Cá hồi sống. Ok, cảm ơn cả nhà rất nhiều đã theo dõi video của Thanh Tùng nha. Cả nhà thấy video của Thanh Tùng hay nhớ bấm nút like, bình luận và chia sẻ nha. Nhớ đăng ký kênh các bạn nha luôn nha. Bye bye.